bỏ đây nè. Rồi, cuốn lại. Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị My. Ai kêu cô? Tao My. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? À, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Ờ. Chị ngay. Chị ngay, có hai người đó. Đi học về sớm. Đàn bà con gái gì? Ăn xong hãy nói. Vừa ăn vừa nói văn tùm lum la, ai ăn được nữa. Thế rồi. Tại vì tính tôi đó, thầy thấy làm nhiều việc cùng lúc. Ý là đang đói bụng á, đi học giờ đói bụng chết cũng hay cái hăng rồi á. Nóng quá. Đói bụng quá chịu không nổi. Chưa thấy ai phụ nữ với cô luôn á. Chị ơi, cho em chai rượu gạo. Cái gì? Tôi kêu trà đá rồi mà rượu gạo gì nữa? Trà đá cái gì? Ăn thịt nướng phải uống rượu gạo mới ngon. Dạ. Cảm ơn chị. Đây là rượu gạo, cảm ơn chị. Thử này ngon lắm. Em không dám uống đâu, em sợ say lắm. Không có say đâu em, cái rượu gạo này nhẹ hèo à. Nè, ly đầu tiên nha, uống 100% cho chị. Cái gì 100%? Đây, rót đầy hết 100%. Con không biết uống á, đừng uống nữa chưa. Mắt công á, cô uống vô rồi sẽ trở thành cô gái bãi biển như ai kia đó. Vô duyên quá, tự nhiên đi biêu riết con tay vậy. Vô, 1, 2, 3. Em sợ say quá. Không có say đâu, nghe lời chị, nhanh lên, nhanh lên, ngon lắm nè. Thơm quá, 100% nhắm thôi chị giận á. Con không uống được, đừng uống nha. Uống được, không sao đâu, nhẹ hèo, 2, 3. Vô, uống đi, 100%. Trăm phần trăm chưa? Ngon, 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 ngon. Uống thêm vô, uống thêm vô. Đừng nghe lời cổ, uống được đừng uống con. Uống vô, uống vô, uống vô, uống vô. Đó, ăn thịt nướng là phải uống rượu gạo vậy mới ngon chứ. Chị ngon ơi, công nhận cái này ngon quá hả? Đây, đây, chị đó, thêm gì đó, thêm cho. Đó. Nè, con uống được đừng uống. Mới lần đầu uống mà rành quá ha, ngon quá nữa. Ngon lắm á cậu. Ngon lắm á. Đây nè, ăn thịt con uống miếng nè. Nữa à. Uống miếng nữa thôi. Anh cũng uống luôn đi. Thôi. Đi uống trà đá anh kia. Mất công trở thành người cô gái bãi biển. Chú có thêm cái miếng thịt này nó mắc cười không? Con nói gì vậy? Miếng thịt có mắc cười gì đâu. Có mà. Con có sao không vậy? Đã nói rồi, không uống được thì đừng có uống. Học theo người ta chứ không biết nữa. Chị My, chị đừng có nhìn em. Mặt chị hề quá à. Mặt chị có hề đâu hề. Em đi vệ sinh nha. Trong đây nè. Con sao không vậy? Ý. Con sao không? Không sao. Trời ơi, đã nói rồi, không uống được thì uống. Chứ nghe quá sao không vậy? Tao bị nó té rồi. Sao? Sao vậy? Sao em? Lấy dầu sức cho nó đi. Chị. Chị cái gì nữa mà chị? Uống không được đừng uống. Uống là khóc, uống là khóc mà khoái uống lắm. Em có sao? Được rồi, cô được xin lỗi rồi. Người trên tâm xin lỗi. Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa cậu, gì vậy cậu? Bây giờ con giữ hai người này giùm cậu nha. Bây giờ họ say quá rồi, đi con ra cậu lấy xe. Con giữ hai người này hả? Ừ. Lẹ lẹ. Rồi, cậu đi nha. Ơi, cậu! Cậu đi nha. Ơi! Ai ai? Ủa cái gì vậy? Dí thơ thơ. Ủa sao vậy? Đau. Đau hả? Cố gắng đứng dậy đi. Ôi, giận sức nữa.
đâu vậy? Cậu bé Nguyên dễ thương quá. Mà cái cây dễ thương quá. Nè, mỗi lần chị xỉn là chuyện vậy á hả? Ơi nè, chị. Ôi hả? Ôi thôi đừng ngó lên xe nha, đợi đi, gán đi, gán đi, đừng ngó lên xe. Chạy nhanh đi cậu ơi. Thì làm cái gì vậy? Ơi, nè nè. Đi vô đây, nguy hiểm lắm. Đi vô, nguy hiểm lắm, cúi đầu xuống, đi vô. Nguy hiểm đó. Ơi. Đút cái đầu vô, nguy hiểm lắm. Cô, đút cái đầu vô. Làm như là nhiều chuyện buồn lắm vậy. Nín đi. Alo, chị ơi, em tới rồi nè. Dạ. Chị. Trời đất ơi, bộ lại say nữa hả? Chị lại say nữa rồi. Nè, giỏ nè. Đưa chị vô vòng vòng đi. Cảm ơn em nhiều nha. Đi. Chào chồng. Ôi, xin lỗi mà. Ôi, xin lỗi. Cái gì vậy? Ôi. À, đưa đi. Đưa vô đi chị ơi. Ngon. Gì vậy? Sao con cười? Dạ, tại chú nói chứ không phải là người ngăn nắp sạch sẽ. Mà con thấy chú kỹ tính ghê á. Vậy hả? Ăn đi.
Đợi chú chút nha. Dạ. Anh nghe nè. Đi chơi vui quá ha. Anh hả? Anh đang ở bệnh viện. Có chút gì cũng tới. Ừ. Nè nè nè. Bây giờ anh có công việc rồi. Lát anh gọi lại sau nha. Ừ. Ủa, bữa nay được nghỉ mà cũng đến bệnh viện đó hả? Ờ, tới bệnh viện có chút việc thôi. À, gặp anh ở đây em nói luôn. Anh biết bác sĩ Nam bên khoa nội không? Biết chứ, đàn anh tụi mình mà. Bữa nay bác sĩ Nam được lên chức. Có mời anh em mình đi nhậu nữa đó. Ủa, có mời tôi nữa hả? Có chứ, anh em mà. Đi ha. Ờ, chắc là không kịp thời gian rồi. Cho nên hôm nay chắc con phải tự ôn bài rồi. Ủa, sao vậy chú? Tại vì chú có việc gấp phải đi. Bây giờ con ra quán cà phê trước nha. Con ôn bài đi, chú về liền, vậy nha. Dạ. Ủa, chú à, chú say rồi hả? Chú không sao. Cẩn thận đó chú. Chú xin lỗi, chú hơi say. Người ta ép uống quá, chú không từ chối được. Người uống với vài ly bia, chú không sao. Chú xin lỗi, chú hơi say. Mà bây giờ chú về được không chú? Đương nhiên là được. Chú không sao, chú hơi say và ly bia. Hôm nay coi như mình nghỉ nha. Dạ. À, chú cẩn thận đó chú ơi. Chú cứ bình tĩnh. Chú không sao, con cứ ngồi bình tĩnh. Chú không sao, coi chú. À, chú. Chú không có say. Tại người ta ép chú. Chú không có say, hiểu chưa? Con nói chú say là con bậy. Con nói chú say là con bậy. Chú không có say. Chú không có chú ơi, sắp về tới nhà rồi. Con nói chú say là con mày. Đi chú. Ủa, sao vậy? Chờ chú một chút. Dạ. Chú có việc cần phải giải quyết. Chờ một chút. Chú. Chú. Con làm cái gì vậy? Chú làm chuyện đó hả? Đúng rồi. Chú phải làm, đợi chú một chút. Không có được đâu. Để con tìm nhà vệ sinh cho chú nha. Nhà vệ sinh à? Nhà vệ sinh ở đây còn xa dữ lắm. Thôi được rồi, để chú làm. Con đứng đây là canh giùm chú đi mà. Canh giùm chú đi. Con đã nói là không có được mà. Con làm cái gì vậy? Làm ở đây kỳ lắm. Ủa, làm người ở đây thấy đó. Làm ở đây là không được rồi. Nhưng bây giờ chú mắc quá rồi. Bỏ qua chú một lần, chú làm ở đây cũng được. Bỏ qua chú một lần đi. Con mà làm cái gì vậy? Con tuyệt đối không có cho chú làm chuyện đó đâu. Con không cho chú làm. Được rồi, chú làm ở đây luôn. Chị ông nâu, chị bay đi đâu. Con gà trống mới gáy, ông mặt trời thức dậy. Trên những vườn hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi. Nè. Kìa con bướm vàng. Hay lồn quá đi. Con bướm con. Dạ, con xin lỗi chú. Con bướm là rồng. Xin lỗi hai người ồn ào quá, tôi không có tập trung, chạy xe được hai người xuống xe bắt xe khác cùng tôi cái đi. Dạ, chú ơi. Con xin lỗi chú nhiều lắm. Chú giúp giùm tụi con nha. Con hứa là chú ấy không có làm ồn đó đâu chú. Chú. Thôi mà chú. Hồi nãy giờ nè, con hát rất nhiều bài trên xe. Thôi mà. Bây giờ chú muốn hát bài gì con phục vụ. Xuống xe đi, muốn hát gì vậy hát. Ngồi dậy đi mà. Tranh ra để cho tôi ngủ. Con đã nói là không ngủ ở đây
được mà. Ủa? Để con gọi taxi khác. Cô là ai vậy? Cô là ai mà cấm tôi ngủ ở đây hả? À? Con là Tâm Ý nè. Tâm Ý. Tâm Ý là con nhỏ nào hả? À? Mật ôi quá. Ý ơi, chết con rồi. Ý chú ơi, chú dừng lại đi mà. Thoải mái quá. Thiệt bây giờ đó. Đi ngủ được khỏe. Ủa ai ai mà ở đây mất vệ sinh gì trời, phải biết bảo vệ. Ủa chị, chuyện gì vậy chị? Chú bị say cho nên tôi đưa chú về á. Thôi tôi vô nha. Chị, để em đẩy giùm cho. Thôi không cần đâu, tôi làm được mà. Nãy giờ chị cũng mệt rồi, chị vô nghỉ đi. Em đẩy giùm cho. Chú, trời chú ơi. Động đất mà, động đất. Cậu có sao không cậu? Con xin lỗi. Ê, cậu nặng quá. Chẳng còn thời gian để tăng.